thay đổi không ngừng, trăng có khi tròn khí huyết, người có lúc hợp lúc tan, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình của tạo hóa. Những người con chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động khi hình ảnh về người cha người mẹ thương kính vô biên, để tưởng nhớ về công ơn của hai đấng sinh thành cha và mẹ. Hôm nay ngày 27 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 22 tháng 12 năm Mậu Tuất, tại tỉnh Thất Quan Âm, được sự chứng minh và chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, toàn thể gia đình thiết lễ cúng dường trai tăng để lập thành công đức, hồi hướng cầu nguyện cho gia đình cùng thân bằng quyến thuộc được phước huệ trăng tăng long, cầu siêu cửu huyền tất tổ, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quán vãng siêu sanh tịnh độ. Kính bạch chư tôn đức, giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Nguyễn Thị Kim Hồng xin đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, con tên là Nguyễn Thị Kim Hồng. Hôm nay gia đình chúng con và một số Phật tử cùng câu hỏi về tịnh thất Quan Âm, thành tâm thiết lễ trai tăng, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho cụ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới hư không, giới này được siêu sanh về miền Phật quốc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử nhân dịp xuân về được thân khỏe tâm an, vạn sự kiết tường như ý. Và giờ đây trước Đại Hùng Bủ Điện trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh, chúng con xin phép được đầu thành lãnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, cây có gốc mới chỗ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người có tổ có tông, đừng quên nguồn gốc mới khỏi uổng công vun trồng.
Hôm nay là ngày lễ cầu siêu cho cụ Huyền Thất Tổ nội ngoại của chúng con. Gia đình chúng con chắc vô cùng xúc động vì đã được quý ngài không quản Phật sự bề bộn trong dịp cuối năm. Hoan hỷ đáp lời thỉnh cầu thiết tha của gia đình chúng con tề tụ về đây chứng minh cho buổi lễ trai tăng. Nương nhờ oai thần của Tam Bảo và nhờ sức chú nguyện của chư tôn đức thì những hương linh còn mang ác nghiệp, còn đang đọa lạc trong chốn tam đồ được siêu sanh cực lạc. Trước lòng từ bi vô biên và ân đức cao cả của quý ngài, toàn thể gia đình chúng con nguyện suốt đời chi ân tạc dạ, kính bạch quý ngài. Tổ tiên ông bà là cội gốc của dòng tộc, là nguồn mạch của con cháu. Nhớ ơn và báo ơn ông bà cha mẹ là hiếu đạo cao cả nhất. Người không biết tổ biết tông, không nhớ nghĩ về ơn đức ông bà cha mẹ, chẳng khác nào cây đã chóc gốc, sông đã lấp nguồn. Là những Phật tử được tu tập lời Phật dạy, được sự hướng dẫn của chư tôn đức, chúng con cảm thấy vô cùng hữu phước, bởi vì chính nhờ tu tập mà chúng con mới cảm nhận được giá trị cao cả về sự hiện hữu của ông bà cha mẹ trong cuộc sống chúng con. Chính nhờ có tu tập mà chúng con mới biết cách nhớ ơn và báo ơn đối với ông bà cha mẹ một cách chân chính. Phát xuất từ ý nghĩa trên, hôm nay toàn thể gia đình chúng con và một số quý liên hữu thành tâm thiết lễ trai tăng. Chúng con nguyện hồi hướng công đức này lên tổ tiên, ông bà, nội ngoại hai bên. Từ vô lượng kiếp đến nay, người quá vãng được siêu sanh thoát tử, vãng sanh tịnh độ. Hiện tiền con cháu được ân chiêm công đức, mà nghiệp chướng tiêu trừ tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Kính bạch chư tôn đức, giờ này đạo tràng đã nghiêm tịnh, chư tôn đức đã an trú trong chánh niệm, kính mong quý ngài từ bi gia tâm chủ nguyện nạp thọ lễ cúng dường này để toàn thể chúng con được trọn niềm hiếu đạo, Phật sự thành tựu như ý nguyện. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi mẫn cố, đại từ mẫn cố. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể Phật tử, vừa qua là những lời thắc bạch chí thành chí thiết của Phật tử Nguyễn Thị Kim Hồng đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin đề đầu đảnh lễ và cung thỉnh sư phụ cùng chư tôn đức từ bi hoan hỷ xứng lễ niệm Phật chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ hoan hỷ xứng lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Trên chư tôn đức đã từ bi chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho quý ngài một năm mới pháp thể được vô lượng khinh an, thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành,
để dìu dắt chúng con ngay trong đời này được trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ xuất. Ngưỡng mong quý Ngài từ bi hoan hỷ tha thứ cho. Bao niềm tôn kính từ hoan hỷ, hình ảnh trang nghiêm bóng tăng già, chúng con khấu đầu cung kính lệ. Bậc chúng chung tôn trong thế gian, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Chư Tôn Đức ngàn lần cao quý, thay Phật tuyên dương pháp diệu huyền, là phước điện cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính, để buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay được thập toàn viên mãn. Chúng con nhất tâm cầu thỉnh Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm, ban đạo từ cho buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay. Chúng con thành tâm cung kính cung thỉnh Sư Phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm. Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Hiện giờ là 9 giờ 27 phút giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tuần lễ chủ nhật cuối năm Mậu Tuất, Giác Nhàn tưởng hôm nay tổ chức cúng trai tăng chỉ có quý thầy với quý Phật tử, không có ai cả. Tuy nhiên cũng có một số quý Phật tử ở các nơi cũng có về. Hôm nay cái nhân duyên cúng dường trai tăng của bốn chị em và một số quý Phật tử, và hôm nay cũng có mấy cô ở bên Hàn Quốc. Thì nãy Giác Nhàn lên, bốn chị em ngồi nói chuyện, Giác Nhàn thấy có cái sự nhiệm màu trong gia đình. Cho nên hôm nay sau khi tắc bạch cúng dường trai tăng xong, Giác Nhàn có mời bốn vị đứng chút xíu nữa có vài lời nói đến cái việc người mẹ khi lúc trước không biết tu, sát sanh giết gà để cúng tế, khi chết ung thư đau khổ tột bực, ung thư tử cung mà người ta cứ đưa đồ trong đó ta móc ra, tím người đau đớn quằn quại. Ở trong đó giống như cái bông cải, hồi nãy cô này nói, bác sĩ nói đau đớn, chết không được, sống không được. Bấy lâu nay thì Giác Nhàn đề xướng cái chuyện từ tâm bất sát, lòng từ không giết ăn chay. May thay hôm nay có bốn chị em coi như nghe pháp Giác Nhàn cũng từ lâu, năm 12, 13 rồi 24. Rồi Giác Nhàn tổ chức lễ vía Quan Âm ở Đại Tùng Lâm hai đợt, xuống lạy xong để Nhàn đi qua Mỹ, không có đĩa nào mấy chị em không coi. Gia đình ở Sài Gòn thì cũng không có giàu có gì. Hôm nay tích lũy được 250 triệu, dành từng đồng từng cắt. Quý kính Giác Nhàn, quý kính tỉnh Thất Quan Âm. Cho nên hôm nay lên đem tấm lòng thành để cúng dường
trai tăng nhân ngày tuần lễ cuối năm. Bấy lâu nay Giác Nhàn cũng canh cánh trong lòng làm sao để đề xướng được cái việc giữ lòng từ không giết, đó là cái tịnh nghiệp tam phước thứ ba mà Đức Phật nói cho bà Vi Đề Hy. Cái tịnh nghiệp tam phước này quan trọng. Cho nên trong cái tịnh nghiệp tam phước nói nếu người nào mà sát sanh mà không có lòng từ thì gọi là ngũ tướng si hao. Mẹ của cô này bị cái tướng đó là bệnh hoạn. Tuy rằng bà thọ đến 70 mấy tuổi, 74 tuổi, nhưng mà tuổi thọ đó để tạo nghiệp. Khác hơn cái đứa bé mới 10 tuổi nó niệm Phật 3 năm thọ mạng nó có 13 tuổi thôi mà nó vãng sanh. Có những người thọ mạng người ta dài để mà người ta tạo nghiệp. Có những người thọ mạng người ta dài do họ tích lũy tịnh nghiệp. Chỗ này quan trọng, lắng nghe cho kỹ. Thay vì họ đoản thọ, họ chết sớm, nhưng mà họ tích lũy được cái tịnh nghiệp, đó là từ tâm không giết. Cho nên thọ mạng họ kéo dài để họ tích lũy tịnh nghiệp. Còn những người họ không biết tu, họ không biết đến Phật Pháp, căn lành họ non kém, thì tuổi thọ họ dài nhưng mà để tích lũy ác nghiệp, tội nghiệp, để họ phải đọa lạc. Ba cổ hai mấy cô này chết chưa được siêu thoát về báo mộng, khổ quá. Lúc trước giết heo cúng tế, giết gà, giết vịt, bây giờ cha khổ quá. Nhưng nhà nghe tự nhiên nó chạnh lòng chịu không nổi. Cho nên mong rằng cái đĩa này đi đến từng người, từng nhà trong dịp xuân về đó, tha cho mấy con thú, đừng có giết nó nữa. Nó là những kẻ vô tội. Cha mẹ mình đó, nó có duyên nó mới vào trong nhà mình. Khi nó có duyên nó vào trong nhà mình là người thân bằng quyến thuộc. Mà mình đem giết đi thân bằng quyến thuộc thì cái tội này lớn không gì bằng. Đúng không quý vị? Một con kiến, một con sâu, một con dế, một con bọ nó đi vào nhà mình đó, là nó có cái nhân duyên với mình nó mới đến. Nó không có nhân duyên với mình, nó không bao giờ vô nhà mình được đâu. Giờ Giác Nhàn nhờ cô này có nói đến cái tâm trạng gia đình cổ để cho quý vị tin, cho đôi khi Giác Nhàn nói quý vị không tin nổi. Không tin cho nên bây giờ ở trong này cũng có những người vẫn còn ăn mặn. Đúng danh từ gọi là ăn mặn, ăn cái sinh mạng của chúng sanh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Hương, pháp danh là Liên Tịnh. Con ở Sài Gòn, quận 5. Dạ, là ngày xưa thì chúng con không biết gì về Phật Pháp. Rồi sau này con nghe được đĩa của Thầy Giác Nhàn á, thì con mới biết được là con ăn chay, tu tập. Rồi khi mà ba mẹ con mất á, là lúc đó con chưa có biết Thầy á, thì ba mẹ con á, tạo nghiệp rất là nhiều. Mẹ con á là tháng nào cũng là làm gà với lại heo đồ để cúng á, tại vì cúng ngày mùng 2 với ngày 16. Còn cuối năm với lại những cái ngày mà tháng 7 này kia là mẹ con thường á là kêu người ta đặt heo á giết để cúng. Có khi là cúng heo mà cúng tế cúng sống luôn, cúng mà heo mà không có chín á. Rồi gà thì làm á mà tự mua về làm chứ không phải cho người ta làm sẵn nữa. Rồi mua về làm cúng á. Mỗi lần làm thì cứ móc
móc cái chỗ cái phần mà bóc cái ruột của nó, chẻ cái ruột nó ra, móc lôi ra đó, để mà nhét cái chân nó vô để mà luộc lên cúng cho nó đẹp á. Mẹ con không có biết. Về sau á, bà mắc cái bệnh chứng bệnh ung thư á, thì chính mắt con thấy là đưa vô bệnh viện ung bú á, là mấy cô mà y tá làm á, mỗi ngày làm cho mẹ con á, là lấy rất là nhiều cái bông mà bông trắng á, để móc nguyên cái bàn tay của cô vô trong cái tử cung á, để móc mấy cái máu gì dơ lắm, máu mủ rồi để ra, để mà chậm mấy cái đó vô. Mà mỗi lần đút cái đó vô, banh cái kẹp á, banh bự ra để mà móc cái đó ra mới được. Mỗi lần móc thì á, giống như là mẹ con giống như là chết, đau giống như là chết, không thở nổi. Mà phải vịn bốn người, phải vịn chặt bốn người, vịn chặt bốn bên để mà cho cô đó làm. Thì con thấy là cái cảnh đó cũng giống y chang như là hồi mẹ con á, là làm con gà như vậy á. Một năm á, làm không biết bao nhiêu con. Tết một cái là hả, mua nguyên chuồng về, là nhốt nguyên chuồng, là làm mỗi ngày cúng luôn á. Rồi cúng heo rồi này kia tùm lum hết. Cho nên là sau này á, khi mà con biết được Phật Pháp thì con mới nhận ra cái đó là do cái nhân quả của mẹ con á, là giết gà. Rồi khi mà mẹ con bệnh á, thì cũng y chang giống như là mẹ con á, móc cái chỗ của con gà ra, và giờ mình cũng giống y như vậy. Rồi sau rồi nặng quá rồi bác sĩ là không chữa được nữa, là mất rất rất là đau khổ. Lúc mà mất á, thì cũng như là hả, không còn thịt, xương với da không còn miếng thịt nào á. Còn hồi lúc bước ba con cũng vậy, ba con không biết, cũng là thích cái nghề câu cá đó, câu cho vui. Cứ rảnh là đi câu cá, câu mà về sau cái cổ của ba con á, cứ bị nghẹt, giống như là móc cái con cá ngay cái chỗ mà cái móc câu vậy đó. Mà đi bác sĩ hoài mà không hết, bác sĩ nói là cái này là chỉ bị viêm phế quản thôi, mà tại sao mà không phải là ung thư, cũng không phải là gì, mà sao nặng quá, mà bệnh viêm phế quản mà chết. Cái cổ á, lúc nào nó cũng bị nghẹt mà hả, thở không được. Mà mấy cái đàm á, nó cứ dồn cục ở đó thở không được, mà bác sĩ nói là cái này bệnh viêm phế quản, mà về sau cũng chữa không được, cũng mất. Là con cũng biết là do cái đó cũng là nhân quả của cái việc mà sát sanh ấy, câu cá. Vì vậy mà hả, con á, biết được Phật Pháp rồi á, con cũng kính mong á, là tất cả quý thầy, quý Phật tử khắp nơi á, là mình cũng phải cố gắng, mà mình không có sát sanh tạo nghiệp rất là khổ. Mình cũng cố gắng ăn chay để mình không có sát sanh, để cho những cái loài chúng sanh đó nó không có mà theo mình để mà nó báo oán. Mình ráng mà tu tập. Tại vì từ khi mà con biết được thầy là năm 2014 tới nay, là con cũng cố gắng con ăn chay, con không có ăn mặn nữa. Và con cũng rất là mong có một ngày để mà cúng dường chay tăng như thế này, để hồi hướng cho củ quyền của con. Tại vì con biết cha mẹ con là đương đời vào ba đường ác. Vì vậy là hôm nay con mong là chỉ có những cái câu nói như thế để mà con kính lên hả quý Phật tử. Dạ hết rồi con. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết cái nồng độ của cái tâm quý vị khi nghe cô này cô trình bày người thiệt việc thiệt trong gia đình của cổ đó, không biết cái tâm quý vị, cái nồng độ cảm xúc như thế nào. Hồi nãy giấc nhà nghe trên cái tháp thì cảm xúc quá chừng, và kêu cổ nói trước giờ con chưa đứng trước công chúng sợ nó rung. Giác Nhàn nói đứng gần Giác Nhàn không có rung đâu. Mà đúng thiệt, nãy giờ nói nghe không có rung. Chắc chắn những người sát sanh khi lúc ra đi đau khổ tột bực, tinh thần bắn loạn, còn da bọc xương thịt không còn nữa,
mình lóc thịt của con gà mình ăn sao, giờ da thịt mình bị người ta lóc lại, nghiệp nó làm tiêu mòn. Không ai cắt miếng thịt nào mà cái nghiệp, cái sức công phá của nó làm. Còn da bọc xương, nghiệp lực bất khả tư nghị. Tâm này tạo được nghiệp rồi, tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Tổ sư Ấn Quang nói, gỡ không ra. Có một vị thầy đó tu từ còn nhỏ, mà lúc còn nhỏ thích ăn cháo mà hầm với xương gà. Cho nên cái lúc lớn lên sắp mất rồi đó, cái chủng tử đó nó quay lại. Vì thầy mới nói, lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất dạ ẩm kê thang. Vì bệnh nằm liệt giường, thích ăn cháo hầm xương gà. Tu mấy chục năm rồi, nhưng mà cái chủng tử đó nó còn nằm ở trong cái A-la-da mình á. Và cái sức công phu không có hàng phục được nó. Cho nên trong tâm nó khởi lên cái gì thì dính mắc vô đó, không có chuyển hóa nó được. Cho nên nói tâm này tạo nghiệp rồi, mà tâm này chuyển nghiệp không được, cho nên nghiệp nó trói buộc lại tâm. Cho nên vị thầy mới nói là lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất dạ ẩm kê thang. Vì bệnh nằm liệt giường, cho nên thích ăn cháo hầm xương gà. Trong tâm mình có cái gì nói ra cái đó. May thay vị này còn được túc căn thiện lành, gặp một vị thầy khai thị. Cho nên lúc lâm chung quan trọng có người khai thị lắm. Gặp vị thầy khai thị sao? Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đầm Phật vãng Tây Phương. Vì bệnh nằm liệt giường nên thích ăn cháo xương gà. Đó là khẩu nghiệp, thích ăn cháo xương gà. Thân nghiệp là sát sanh. Cái nghiệp này nó không có thiệt. Cái thể tánh chân thật của mình á, nó không phải là cái nghiệp mà mình thích ăn cháo xương gà. Nhưng mà cái thể tánh của mình đó, nó nhiễm vào trong cái ác nghiệp là mình lỡ phạm thích ăn cháo xương gà, nó thành cái chủng tử đó rồi. Cho nên cái vị này cũng còn, cái vị thầy này còn được túc căn thiện lành, cho nên gặp một vị thầy khai thị nói rằng cái nghiệp mà ông thích ăn cháo xương gà đó nó không có thiệt. Nếu mà cái nghiệp này nó thanh tịnh á, là thân khẩu ý mà niệm câu Phật hiệu nó thanh tịnh á, thì tâm mình tương đồng với Phật thì sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vị thầy mà bệnh nằm liệt giường, thích ăn cháo xương gà, nghe một vị đó có cái công lực đạo lực khai thị một cái, ông quay vào ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái ý niệm mà thích ăn cháo xương gà mất. Nhưng mà tự thân mình không niệm được, mình với nó là một rồi, không niệm được. Nhưng mà nhờ vị thầy đó khai thị cái là quay lại niệm câu Phật hiệu được. Mà khi niệm được câu Phật hiệu thì cái ý niệm mà thích ăn cháo xương gà nó mất. Và ông xuyên suốt niệm Phật, ông này ông vãng sanh. Nhưng mà tội nghiệp may thay cha mẹ của ba, bốn cô Phật tử này không ai khai thị. Và lúc cha mẹ mất mình cũng không biết hộ niệm cho cha mẹ luôn, đúng không?
lúc cha mẹ mất mình cũng chưa có nghe pháp, chưa có nghe đĩa giác nhàn, rồi chưa có đọc văn sao Ấn Tổ, rồi chưa có biết hộ niệm, cho nên cha mẹ mất cứ đứng khóc thôi, đúng không? Đâu biết làm gì đâu. Thiệt là thiệt thòi với những người không biết Phật pháp, với những người không biết đến pháp môn niệm Phật hộ niệm cho cha mẹ. May thay hôm nay nghe được đĩa rồi, gieo tấm lòng thành, tích lũy từng đồng từng cắt mồ hôi nước mắt, đem lên đây để cúng dường hồi hướng cho cha mẹ. Nếu mà không nghe đĩa, không ăn chay, không niệm Phật, bây giờ cũng không có cái tâm hiếu này đâu, đúng không? Không biết đâu mà làm. Lên gặp giới nhàn cứ ngồi khóc không, không nói gì được hết. Khi một đời con gặp thầy một lần, con mãn nguyện rồi. Hôm nay được cúng dường trai tăng, có một cái câu chuyện tổ sư Ấn Quang kể lắng nghe. Lúc giới nhàn ở bên Mỹ đọc cái câu chuyện này, tự nhiên trong lòng nó chạnh lòng, rồi viết tay ra, rồi gửi cho em của thầy nhận nguyện lúc giấc nhàn ở bên Morgan Hill, San Jose, miền Bắc Cali, chuẩn bị quay về lại đây, là thầy nhận nguyện với chú Nhật Minh ở dưới giấc nhàn. Em của thầy nhận nguyện đến thăm giấc nhàn, hỏi con ăn chay chưa, kiểu dạ chưa, ở bên này rau cỏ nó bán mắc, thịt nó rẻ, ngon. Giấc nhàn mới lấy cái lá thư của Ấn Tổ gửi cho em của thầy nhận nguyện. Đọc tới đọc lui, nhưng mà vài bữa hỏi ăn chưa, cứ ăn được mới 4 ngày à. Hình như nghe bây giờ ăn chay rồi phải. Cái cuộc đời của con quá khổ rồi, mà sao con không ăn chay? Cái nghiệp nó thèm thịt rồi, nó trói buộc. Ấn Tổ kể, về đọc lại văn sao thấy như trong tam biên. Cái bà đó đến ngày sinh nhật của bà đó, bà mua ngỗng, vịt, gà, cá đó. Bà nhốt vào sau nhà. Ông chồng cũng khuyên: em à, sao những cái ngày vui của mình lại bắt những loài chúng sanh đó mình giết đi, mình ăn, mình đãi đằng, mình lấy cái niềm vui của mình trên sinh mạng con thú nó chết. Em nghe lời anh đi, em thả đi. Mà vợ nó làm sao? Anh à, quan điểm của những người đạo đức giả đó, thả những con thú như vậy, nó chạy đầy đường, nó sanh nó nở rồi, biết chắc đâu cho hết, trời sanh ra là vật dưỡng nhân, để nó nuôi mình mà, con vật để nó nuôi dưỡng mình mà. Nếu mà cấm kỵ cái chuyện ăn nằm, nó đoạn tiệt hết giống nồi. Cấm kỵ cái chuyện mà ăn thịt chúng sanh, là loài chúng sanh nó nhiều hơn con người rồi, mình sao mà sống được. Chồng lắc đầu, nói gì bà cũng không nghe. Đêm đó bà nằm mơ, mới hiu hiu mơ thôi, bà thấy con gà đó cắt cổ. Thì con gà mà nó cắt cổ đó đó, là cái ý niệm của bà mang gà về là để cắt cổ nó. Thì cái ý niệm mà muốn cắt cổ đó đó, là một cái chủng tử ác, bắt đầu nó quay lại, cũng như sắc mà sanh xét, xét là nó ăn sắc. Tâm này tạo nghiệp, nghiệp nó trói buộc lại tâm. Lời của tổ sư, câu này hay. Thì khi mà bà nằm mơ, bà thấy cái
chủng tử mà cắt cổ con gà nó quay ngược lại mà bà thấy cổ bà cắt đau đớn quằn quại, máu nó ra bà le lưỡi vậy nè, bà chịu hết nổi rồi. Và trong ý niệm đó bà khởi lên để lọc cánh của nó làm sao, chân của nó làm sao, môi ruột nó làm sao, bà y chang như vậy. Sở dĩ quý vị đang ăn nó, quý vị giết nó còn cái phước báu của đời trước, nó bảo bọc cái thọ mạng của quý vị, cho nên quý vị chưa thấy nó phản hồi nhân quả. Nhưng mà riêng bà này nó bị phản hồi ngay tức khắc trong một đêm đó luôn. Rồi con dịch là một dĩa tiết canh, trong ý niệm bà cũng mang dịch về để làm một dĩa tiết canh. Đúng thiệt, tâm ác nghiệp mà khởi lên để làm một cái ý niệm tạo thành nghiệp rồi, nó ở trong cái A là gia thức mình. Một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo, mà bà này là hiện báo mà hiểu bán trong một đêm luôn. Chứ không có sinh báo là để đời sau, hoặc là không có hậu báo nhiều đời sau nữa. Thì con dịch nó cắt cỏ làm tiết canh sao, bà cũng thấy bà y như là con dịch bị cắt cỏ làm tiết canh. Và lúc đó bà nằm mơ, bà thấy con cá chép bắt đầu đang lọc vẫy, thì bà cũng bị giống như da bà lọc từng miếng thịt ra và chặt đầu từng khúc ra. Bà cũng thấy bà đau đớn như từng khúc bị chặt ra. Câu chuyện này là chúng tôi viết tay ra để gửi em thầy nhận nguyện, nên chúng tôi nhớ. Đến cái lúc mà đứa tớ gái nó làm một cái dĩa cá, cá chép, nó nói là bà chủ thích ăn cá chép. Mất đầm mơ đó là vào cái sáng sáng thì đứa tớ gái nó cũng đang làm con cá chép. Nó mang lên nó nói: bà ơi, đã làm xong cá chép giò viên cho bà rồi nè. Thì cái lúc mà nó lên nó gặp bà thì mồ hôi mồ kê nó tràn ra. Bà thức dậy mặt mày coi như là xanh nhớt, sợ hãi trong một giấc mộng điên cuồng. Con gà giết sao bà y chang như vậy. Chắc là do ông chồng ông còn một cái thiện lành, ông còn có cái phước báu, ông hồi hướng cho bà, cho nên bà thấy hiện báo liền trước mắt, cho để lúc mà thọ mạng hết bà thấy cái này là bà chết, không kịp trở tay. Thì khi đứa tớ gái nó lên nó nói: chả cá giò viên đã xong, mời bà. Bà lắc đầu, bà kêu thôi mang xuống rồi, mày tao mệt lắm rồi, tao chết rồi, mày mang xuống cho tao đi. Thì ông chồng hỏi: em sao vậy em? Thì bà mới kể lại cái câu chuyện từ đầu đuôi. Ông chồng nói: tôi nói rồi bà không nghe. Lời cổ thánh tiên hiền, người ta nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thành Phật trong tương lai. Giết nó mà ăn tức là giết Phật trong tương lai. Tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình quá khứ, mà mình giết chúng sanh đó là giết cha mẹ của mình trong quá khứ. Hên cho bà đó, cho nên tới tội nó đòi mạng là nó giết bà chết luôn, chứ không phải là bà thấy mộng như vậy đâu. Cái bà kêu: thôi tôi biết lỗi tôi rồi, từ giờ trở đi tôi ăn chay niệm Phật với ông nha. Trời, ông tổ kể câu chuyện này, ông tổ kể câu chuyện này thiệt là hay. Hôm nay ngồi nói chân tình, hỏi chân tình, ai có giơ tay đừng có giấu, ai còn ăn mặn giơ tay coi, hỏi thiệt á, hỏi thiệt luôn á, giơ lên, giơ cao lên. Có câu 2 ông, 3, 4, 5. Wow. May thay sao mà hôm nay quý vị ngồi đây. Văn Nhàn nói điều này cho quý vị nghe. Đó là cái phước báu nhân duyên, thiện căn phước đức nhiều đời. Hôm nay mình mới vào trong cái ngôi nhà Tam Bảo, mình ngồi đây.
lắng nghe nghe, đừng nói chuyện nha. Hôm nay quý thầy, quý chú, sa di, mấy chú tịnh nhân, Phật tử có mặt ở đây là một cái phúc duyên lớn lắm. Thay vì mình ngồi bốc gác, ngồi ở ngoài nghe câu được câu không, không có chân thật cung kính, không có vô được chữ nào. Có chú Thanh Sơn nãy bao nhiêu buổi giảng trước không thấy mặt mũi, nãy thấy đứng ở bốc gác kêu cái chú Quan Hỷ chú vô. Mỗi lần giấc nhàn lên đây thức dậy 1-2 giờ khuya canh cánh trong lòng, để toàn tâm vô trong cái buổi giảng của mình, mong làm sao những người bạn xen có duyên với mình phát được lòng bồ đề, ăn chay niệm Phật để về với Phật. Không mong gì khác. Dẫu cho có những người giàu có tỷ phú sang trọng gì đi nữa, Ấn Tổ nói giàu có không thoát khỏi luân hồi, thông minh không cự lại nghiệp lực. Ở đây có những người thông minh lắm, đem cái thông minh vứt ra sau gáy, liện ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Thông minh đó nó dính cái ngã: ta là bác sĩ, ta là kỹ sư, ta là ông này, ta là bà nọ, ta là tỷ phú, ta là giàu có. Cái ta đó nó giết mình chết tươi. Phật tu đến chỗ vô ngã, mình tu càng tu cái ngã to càng to đùng. Càng học Phật càng tu, tập khí ngã mạn càng nặng. Chết rồi. Chúc mừng quý vị, may thay sau cái tuần lễ này quý vị có mặt ở đây. Khi mình ngồi mình nghe từng chữ từng câu, lắng lòng thanh tịnh, chấp nhận hoan hỷ tin ưa, những cái điều này nó đột phá cái nghiệp báo gì. Chỉ có chánh pháp của Phật nó mới tiêu nghiệp, chuyển nghiệp, chuyển ác nghiệp trở thành tịnh nghiệp. Giờ lắng nghe câu chuyện thứ hai. Chuyện này nó còn kinh khủng hơn nữa. Chúng tôi có kể rồi mà mỗi lần kể là chúng tôi thấy cái lời Ấn Tổ nó đi vào lòng của chúng tôi, cho nó cảm xúc lớn lắm. Không biết quý thầy, quý chú nghe qua rồi nó hời hợt hay là nó cảm xúc. Một trận mưa xuống, cây lớn hút nhiều mà cây nhỏ nó hút ít. Một buổi nói chuyện của chúng tôi mà cái người mà có tính tâm kiên định, chân thật cung kính, sanh lòng hổ thẹn, lắng lòng chân thật mà nghe, giống như cây lớn, cội rễ tính tâm của người này lớn. Những người họ nghe hời hợt, tai này lọt qua tai kia, phiền não khổ đau vây bủa, không có lối thoát, tự thân gỡ không được, mà không nghe theo người đi trước, chấp vào cái phàm tình bội giác hiệp trần, quay lại với tánh giác, quay lại với cái câu Phật hiệu vô lượng giác, hiệp với phiền não trần lao, khổ không nói nên lời. Nay chúng tôi lắng sâu, nói chậm để quý vị nghe. Giờ nghe câu chuyện thứ hai nè. Cái ông này ông buôn bán quán mặn. Này có kể rồi đó, này lắng nghe lại.
Mỗi lần chúng tôi nhớ lại, chúng tôi đọc qua thấy nó khác. Đúng là Phật Pháp nó vô lượng nghĩa, thầm thâm vi diệu Pháp, trăm ngàn ước kiếp hôm nay mới gặp. Lời Pháp bảo trong văn sao của Ấn Tổ thì hôm nay chúng tôi nói bất khả tư nghị. Lấy da mình làm giấy, lấy máu mình làm nước, lấy xương mình làm viết, lấy tủy mình hòa chung với máu làm nước để viết lên cái kiệt tác trong văn sao Ấn Tổ thì cũng không thể nào viết hết nổi. Cái này thật lòng nó. Lấy da mình làm giấy, lấy máu mình làm mực, lấy xương mình làm viết, lấy tủy mình làm nước hòa chung, viết lên cái kiệt tác. Ở trong văn sao Ấn Tổ cũng không thể nói hết được. Vì những cái lời của Ngài dạy để mình chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mình đang là tâm phàm, phàm lắm. Đụng vô tài sắc danh thực thì là nó dính liền gỡ không ra. Mắt của mình vừa thấy sắc đẹp, quần áo, nhà, cửa, vợ, con, người khác phái, nam thấy nữ, nữ thấy nam, khởi lên lòng dục tính, tâm dâm nó khởi lên không kìm được. Mà một niệm tâm dâm khởi lên thì trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra. Nhất niệm dâm tâm khởi, ba vạn chướng môn khai. Biết như vậy nhưng mà không kiềm chế. Bây giờ cái lực nó quá mạnh, nó gọi là nghiệp lực. Một niệm sát sanh khởi lên, trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra. Một niệm Phật khởi lên, cõi Tây Phương Cực Lạc hiện ra. Một niệm này là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Ta niệm niệm lâu ngày chày tháng tương ưng. Rồi niệm 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 tương ưng, niệm 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 Phật. Một niệm nó có 3000 cảnh giới, gọi là nhất niệm tam thiên. Một niệm sân nó có 3000 cảnh giới địa ngục. Một niệm si mê có 3000 cảnh giới súc sanh. Một niệm tham lam có 3000 cảnh giới ngạ quỷ, gọi là nhất niệm tam thiên. Một niệm A-di-đà Phật nó có 3000 cảnh giới cực lạc trong đó. Nhưng mà mình xây dựng chưa đủ. Hàng ngày cái tâm phàm nó niệm tham sân si, nó tạo cái vốn ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh quá nhiều, đầy ắp rồi. Còn cái niệm Phật, cái niệm không vô, nó bị cái niệm ác đánh tan liền, chịu không nổi. Như cái ông này, ông nấu bún mặn, ông bán đắt lắm. Từ khi mà ông nấu bún mặn thì người ta phải giết heo, giết gà đồ ta bán cho ông. Đêm ông nằm mơ, ông thấy mấy con heo, con gà, con vịt nó tới nó đòi mạng ông. Nói xung quanh, bữa nay nói về cái chuyện từ tâm bát sát. Sáng hôm nay chúng tôi định nói cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang với lại cái cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng. Tuy nhiên hôm nay lên gặp cô này, cô nói đến cái nghiệp sát của mẹ cổ mà trong lòng vẫn nhàn trắc ẩn, cho nên mới đổi qua cái hướng để mà nói sâu về cái chuyện này. Nó nổi mà mẹ của cổ mà trong cái tử cung nó banh ra mà nó móc từng miếng trong đó, đau đớn quằn quại, chết lên chết xuống, mặt mày của nó trắng bạch. Mỗi lần thấy y tá chuẩn bị nó làm là muốn chết, muốn nhảy lầu rồi. Nãy con nói muốn nhảy lầu. Bây giờ thấy lạ, con gà nó không có giết mình, cái nghiệp ở trong tâm mình nó quay lại, nó khiến người ta phải giết mình, người ta phải làm như vậy đó.
Công nhận cái nghiệp nó kinh khủng. Chúng sanh tạo nghiệp, không biết đó là nghiệp ác, cho nên nghiệp nó sâu dày như là lòng biển cả. Các hàng thánh hiền Bồ Tát làm phước thiện, không thấy mình làm phước thiện, cho nên phước thiện cao sâu. Không biết không phải là không có tội đâu. Cái ông này ổng bán đồ mặn, bún mặn, mà cái chuyện bán cho người ta ăn là mình vừa sát, kêu người đó giết, khiến người khác ăn nữa, là cái tội này lớn lắm. Đêm nó mấy cái con thú nó tới lũ lượt, nó kêu lúc trước á, tôi báo cho ông biết là cái phước báu ông còn, cho nên tôi chưa đòi mạng ông được. Bây giờ phước báu thọ mạng của ông gần hết rồi, tôi đến tôi đòi mạng. Bao nhiêu con thú nó rỉ ổng là ổng chết à. Cái thân như vậy nhưng mà trong cái tâm thức quá đau khổ sợ hãi đến cùng cực. Thì ổng mới van xin, ổng nói nó thôi, ông kêu các ngài luôn, thôi các ngài quan hỷ tha thứ cho tôi đi, tôi không có nấu mặn nữa đâu. Tôi đem cái tiền lúc trước giờ tôi bán được, tôi cúng dường trữ tăng, tôi hồi hướng cho các ngài, tôi chuyển qua quán chay. Giờ nếu mà các ngài giết tôi rồi, tôi đâu có làm phước, tôi hồi hướng được đâu, oan oan tương báo. Thì 2/3 nó gật đầu để chịu. Ấn tội nó là 2/3 gật đầu để chịu. Nhưng 1/3 nó kêu ông nói vậy ông không làm sao. Mấy con thú nó cũng khôn đúng không nha. Nó kêu nếu không làm mạng tôi còn đây, mấy ông đến đòi chứ mấy ông có lo cái chuyện gì đâu. Mà những người thường như vậy là họ có căn lành, họ hồi đầu được. Thì 2/3 nó thôi mày tha cho ổng đi, ổng đã năn nỉ như vậy rồi, mạng ổng còn đó. Rồi cuối cùng nó đồng ý. Nó kêu tôi nói ông, cảnh cáo ông không làm ông biết tay tôi á. Rồi cuối cùng ông phát tâm chuyển quán mặn qua quán chay, cúng dường trời tăng hồi hướng, thì tụi nó siêu thoát, nó không đến đòi mạng. Nhưng mà đối với mình mà người không có căn lành, không có công phu, lúc đó là quấn quýt mà càng sợ là nó tấp vô cái là nó đòi thân mạng, nó dẫn cái hồn đi mất, cái xác còn nằm đó. Ấn Độ nói nếu những người mà nghe đến điều này rồi, nấu cho người khác ăn hoặc mình ăn, mình khuyến khích người ta ăn, thì trước sau cũng phải trả. Đời này không trả thì phải đời sau trả. Cho mấy thầy hôm nay mà nghe những cái điều này nhớ trong lòng, gặp một người Phật tử thôi, hỏi cô ăn chay chưa, họ kêu chưa, mình ngồi mình khuyên họ, nói là họ ăn chay được, để nó khởi được tín tâm bồ đề tâm của họ kiên định, để họ niệm Phật ăn chay vãng sanh công đức, còn hơn cúng dường bảy báu cho hằng hà sa số các vị Bồ Tát. Dầu cho cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dõng cầu chánh giác. Nói cho họ một cái pháp mà để cho họ cầu chánh giác, nó còn hơn là mình cúng dường bảy báu cho hằng hà sa thánh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nó, nhưng mà điều mình không có canh cánh cái chuyện này, mình không thấy cái chuyện này là chuyện quan trọng, cho nên mình không để trong lòng, cho nên mình gặp người đó mình nói không được. Để trong lòng thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu nhà, thiếu cửa, rồi toàn là cái tâm nó thấp hèn không mà. Giờ nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị cái chuyện sát sanh. Hôm nay chúng tôi nói xung quanh về cái chuyện mà gọi là từ tâm bất sát. Lắng nghe ha. Bệnh dịch, tai nạn, bệnh nan y đều từ nghiệp sát hại chúng sanh mà ra. Những người mà ngồi trong này bây giờ mà lắng nghe được cái lời của Tổ, lòng thành mình đến tột cùng, tin tưởng biết lão Phật gia Ấn Công này
không lừa gạt chúng ta. Tin tưởng tuyệt đối, căn lành quý vị sâu dày lắm. Kiếp vận của thế giới ngày nay, chúng ta đang chịu nhiều tai họa đều do ác nghiệp quá khứ gây ra, dẫn đến cảm thọ quả khổ hiện tại. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát sinh là nặng nhất, do nghiệp sát buộc chặt dẫn đến xảy ra nhân họa, chiến tranh và những thiên tai lũ lụt, hạn hán, đói khát, bệnh dịch, gió bão, động đất, sóng thần, nước dân, vân vân, đều liên tục giáng xuống con người. Sở dĩ mà bị sóng lụt, nước tràn ngập như vừa rồi, biển nó kéo đến Vũng Tàu, nó kéo đi xuống miền Tây, kéo ra Phan Thiết. Biển vốn vô tình, nhưng lòng người hữu tình tham ái quá nặng. Chánh báo là cái tâm con người nó chạm đến y báo, cho nên nó phát lên sóng cuồn cuộn. Nhưng mà nhìn cái hiện tiền giới sóng cuồn cuộn như vậy đó, nó có từng đợt, từng đợt, từng đợt, có mùa, có lúc. Nhưng mà nhìn kỹ vào cái sóng tâm tham ái của con người, tham tài sắc, tham danh thực, thì chém giết lẫn nhau, và không nghĩ rằng là cái tội ác sẽ đến với mình, cha mẹ cũng không từ, lừa gạt lẫn nhau. Cái sống đó nó còn gấp trăm triệu lần cái sống bên ngoài. Cho nên cái cõi này nó nhiễu loạn đến tột cùng, mình ở đây nó nguy hiểm vô cùng. Không có một cái chỗ ẩn náu yên ổn á. Nhờ cái từ lực che chở, từ lực của Phật Bồ Tát che chở, quý vị chịu không nổi với cái sóng tâm của con người tham ái nó cuồn cuộn đâu, chịu không nổi với nó đâu. Đang ngồi ở trong này nghe thầy thấy yên thiệt, biết được đạo lý nhân quả, mà ra ngồi lên một cái đám cưới là thôi bà ăn chay chi, thời buổi hôm nay có tiền hưởng thụ cho nó sướng, chứ còn chết làm sao mà hưởng. Cái sức mạnh của cái ác nghiệp nó quá lớn. Giống như là một cái lu mực đen, nó quá khổng lồ, mà mình chỉ một giọt nước trắng bỏ vô, làm sao mà nó quá được cái mực đen đi. Hả? Cái tâm con người nó ác quá lớn đi, mà mình giàu ở trong đó, mình quá giả nó không nổi. Thì Ấn Tổ mới nói làm sao? Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Tìm một cái chỗ chân thật. Chân thật là sao? Là những người đã sống với nhau bằng tâm chân thật. Mà chân thật đó là thường những người họ biết tu. Cho nên hôm nay chúng tôi biết rồi, vòng vòng ở khu chuyên tu, mở cái máy niệm Phật, mở chú Đại Bi ra, cái năng lượng từ trường đó, đánh bạc hết. Những cái chỗ mà nó u ám nó tới đó, nó gặp cái từ trường, cái câu Phật hiệu, cái công đức trì chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn. Bởi vì mà ngày, hàng ngày mình trì bằng cái thân tâm mình trì hoài, mình không đủ sức, phải mở máy lên, nó phát cái tần số đó lên. Mở kinh A Di Đà, tụng đến đâu là cái âm thanh nó rải xung quanh cái khu đó hết. Một câu Phật hiệu, một biến kinh Di Đà, một chú Đại Bi, cái năng lực nó lan tỏa hết bao nhiêu cây số. Nó phá đi những cái làn sóng, nó phá đi những cái từ trường u ám. Mình ở trong đó, mình ẩn đấu ở trong đó. Yên. Còn bây giờ mình về nhà làm sao? Mở cái máy niệm Phật ra, mở cái máy trì chú Đại Bi ra, đêm mở suốt. Chú Nhật Chơn tội nghiệp, không làm âm thanh mấy ngày trời, nắng giang giang ngoài trời. Ông kia sư phụ thích mở máy niệm Phật, mở kinh Vô Lượng Thọ, mở kinh Di Đà, rồi mở chú Đại Bi, càng sớm càng tốt. Ông giang nắng, ông ngồi, ông làm. Ông này công đức thù thắng.
không những người sống nghe mà người chết tới họ nghe. Khi mà họ tới họ nghe, họ đâu có báo oán mình đâu, oan gia tới đâu đòi nợ nữa đâu, tới gặp chủ nợ nó hoan hỷ nghe kinh để siêu thoát đòi gì nữa. Nghe có lý không? Có cái ông đó ở ngoài Đà Nẵng, ông mở kinh Hòa Thượng Tịnh Không giảng Địa Tạng, trong nhà mở hoài. Cái tập đó ông quên đổi lại cái các hương linh tắt. Cái ổ máy sao mà đâu có cúp điện mà sao tắt. Mở tiếp tập đó cũng tắt. Người ta ngán nghe tập đó rồi mà cứ mở hoài. Ông chuyển qua tập kha yên. Ông kể, ông ở tại Đà Nẵng ông kể. Mấy năm về trước có ra ông kể. Cho nên trong cái cõi ta bà này âm thanh là đệ nhất. Bồ Tát Quan Âm tu cái pháp môn gì? Phản văn, văn tự tánh. Phản là quay lại, văn là nghe, nghe lại cái tự tánh nghe của mình. Tự tánh nghe mình nó có cái nói lên được cái tiếng quyền diệu của chân tâm. Nghe câu này chưa? Cái tiếng quyền diệu của chân tâm là gì? Là từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Là lòng từ không giết. Là hiếu thuận cha mẹ. Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Đó là tiếng quyền diệu của chân tâm. Mà mình không dùng được cái chân tâm cho nên nó phát ra cái tiếng quyền diệu. Cái chân tâm đó là tánh đức, mình không có, mình không có tu đức cho nên nó không có phát ra được cái tiếng quyền diệu đó. Nó để nó nói trên cái tiếng đó và nó làm theo cái tiếng đó. Mà nó phát ra toàn là cái tiếng tham sân si ngã mạn ái nhiễm tranh giành hơn thua ngấu nghiến cấu xé. Nghe cái này nó hơi đụng chạm. Mà nó đang chuyển nghiệp. Cái người mà họ sống với chân tâm làm gì mà dám cầm đùi gà vô vô bia ô ô vô vô. Sao mà họ dám được? Sao mà dám được? Không dám được. Vì họ tin nhân quả mà. Ăn cái đùi gà chừng cái thịt mình nó rớt không còn miếng nào, giống như mẹ của cô đó, da bột xương. Tin không? Nếu người nào tin thì căn lành người này, Đức Phật nói là kẻ này là người phải nói là thiện căn phước đức vô cùng. Mà kẻ không tin đó gọi Phật kêu là nhất diễn đề, là kẻ đáng thương vô cùng, vì tương lai họ phải đọa lạc. Vì sao ăn miếng thịt mà đọa lạc? Vì thịt đó quý vị biết con thú nó chết nó đau khổ như thế nào không? Đau khổ lắm. Không có cái cô đó, cô nghe đĩa chúng tôi xong cái tự nhiên tối cô nằm mơ cái cô thấy con heo nó nằm ở trên cái bàn, người ta mổ môi ruột hết rồi và cái đầu nó là đầu người, mà sao cái mình nó với bốn cái chân là heo. Bắt đầu bà chuyển nghiệp cho nên bà mới thấy cái giấc mơ đó. Mà cổ là cái công ty lớn cho nên cổ phải mua thịt mua đồ về để nấu cho công nhân ăn. Cái cô thức dậy cô rùng mình đổ mồ hôi rồi thấy hơi ớn à. Thì sáng ra đi chợ thấy con heo nó nằm ở trên bàn y chang như hồi đêm thấy, nhưng mà con heo này là cả cái đầu nó là heo luôn. Nhưng mà trong giấc mơ hồi tối thấy cái đầu nó là người. Mà cứ ổ, sao hồi tối mình nằm mơ mình thấy con heo nó nằm trên bàn, đáng lẽ người ta ra phải lóc thịt lóc chân xẻ từng miếng để người ta phân phát, chứ sao bây giờ nó còn nằm trên bàn như vậy, y như trong giấc mơ như vậy. Mà sao hồi tối nó cái đầu nó là đầu người. Ngồi suy nghĩ, lúc đó nó đang chuyển nghiệp. Suy nghĩ cái thôi dẹp, không dám đi chợ về ăn chay trường, giao cho người khác mua, lo cho thợ gì đó lo. Thì do nhờ nghe pháp, căn lành bắt đầu phát khởi, cho nên trong giấc mơ thấy điều đó, đúng không? Bắt đầu chuyển nghiệp. Nghe Phật pháp quý giá lắm. Thế mà mấy thầy, mấy chú nhiều lúc thở lắm. Lên thấy nó bắt tiêu. Hôm nay người ta nói cho mình nghe mà mình lọt tai mà mình nghe mình thích thú như vậy,
đang nuôi dưỡng căn lành, đang hàm dưỡng căn lành. Bây giờ ở dưới đường dưới đó mình kêu họ lên đây ngồi nghe dễ gì, cho họ bạc tỷ cũng không nghe nữa. Có mấy cái chú mà ông tới ông làm đá, ông bây Gia Lai, ông qua ông làm, kêu nó ăn chay, nó kêu trời ăn chay sao lạc quá, tối nào cũng nhậu, giờ không có nhậu chán quá. Rồi nó buồn phiền mà thấy cái tần số của nó kinh khủng. Vô khu chuyên tu mà nó cắt mấy miếng đá nó làm mà thấy cái tần số nó kinh khủng. Biết cái tâm nó không thể nào tưởng tượng. Nó mới con người mà nó ác nữa thì thôi rồi, nó ác không thể tưởng tượng. Nó chế ra cái máy nó giết con bò, con gà, con vịt, nó giết một tiếng đồng hồ không biết bao nhiêu trăm ngàn con. Nếu những con người đó họ làm con thú thì họ chạy họ con cọp mà nó dí nó bắt được con thỏ là thôi, nó dí không biết mấy ngày đường nó mới bắt được, đúng không? Còn con người thì nó ác lên thì thôi khỏi nói. Mà nếu con người mà nó gặp được pháp lành mà nó thiện lên thì thôi nhanh lắm. Mà bọn phàm phu chúng ta mà không gặp cổ thánh tiên hiền, không gặp lời dạy của Phật Bồ Tát, không có người khai thị thì nó chết lì đó, cho nó không có phát khởi nổi đâu. Mà có người có thằng sẵn căn lành, họ nghe như vậy nhưng mà nó phát lên rồi nó sụp xuống, phát lên nó sụp xuống chịu không nổi. Rồi cái này là sở duyên duyên nó bị gián đoạn. Nó duyên với pháp ác thì nó không có gián đoạn. Nó duyên với tâm ái nó không có gián đoạn, ngày đêm nó suy nghĩ nó ở trong đó. Nhưng mà nó duyên với câu Phật hiệu nó bị gián đoạn. Lý do sao ta? Vì tâm sanh tử không tha thiết. Ấn Tổ nói tâm sanh tử không tha thiết, cho nên duyên với câu Phật hiệu bị gián đoạn. Nếu người này tâm sanh tử tha thiết, một lòng đau đớn nghĩ đến Phật Di Đà, giống như người con mà đang chờ mẹ từng giây từng phút để mẹ mình về. Nếu có tâm trạng này chờ Phật, niệm Phật, dứt khoát người này được về. Còn hàng ngày mình chỉ trông chờ danh lợi, rong duỗi theo phường danh sắc, bội giác hiệp trần, rồi khổ đau đến rồi bắt đầu mới ôm chân Phật. Ôm được nữa, lúc đó tâm mình giữa khổ thành khối rồi. Không có thời gian kịp để mà mình chuyển nó nữa. Phật cũng chịu chết. Toàn tâm là phiền não, toàn tâm là tham sân si mạng. Ngăn cách Phật rồi. Còn toàn tâm là người này á, là thiện. Toàn tâm là người này niệm Phật. Toàn tâm là muốn về với Phật. Thì người này làm sao không về với Phật được? Nói như vậy có nhiều người nói tôi đang sống có vợ, có con, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, bắt tôi chết. Vãng sanh đâu có chết đâu. Vãng sanh là sống về với Phật. Phật sẽ sắp xếp an bài hết cho quý vị. Hôm bữa có thầy Nhuận Từ, thầy Nhuận Lợi, một số mấy thầy tịnh tu ở các nơi xa về thăm Giác Nhàn. Giác Nhàn có nói câu này, lắng nghe. Mình tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính. Có nghe mình tính không bằng trời tính không? Vì thầy Nhuận Quy ông nói ông sắp xếp cho mẹ rồi, anh thầy nuôi thầy, mẹ rồi thầy sẽ đến một cái chỗ bế quan tu. Mỗi thầy mỗi người đều sắp xếp cái kiểu của mình hết. Nhưng mình đang sắp xếp cái kiểu của mình. Mình suy nghĩ đó là mình lấy cái phước báu của mình đó, cái phước báu của con người mình đó, để mình sắp xếp. Mà cái phước báu của con người mình đó, nhiều lúc trong mạng không có, xếp không được. Muốn mua cái nhà, muốn mua chiếc xe, muốn mua con gà, muốn đám cưới cho con, muốn cái này cái nọ, là đem cái vọng tưởng của mình để muốn, để sắp xếp. Mà trong mạng không có. Mà dẫu trong mạng có đi cũng là phước của con người. Còn cái người mà người ta làm thiện,
không tính toán mà họ chỉ làm cái nhân thiện, mà thượng thiện, họ làm điều thiện mà không nghĩ đến điều thiện. Cho nên ông Tổ mới nói cái người làm thiện mà không nghĩ đến điều thiện đó là thiện ba la mật, thiện vô lậu. Mà cái điều thiện này á gọi là trời tính, thì cái điều thiện nó sẽ sắp xếp uyển chuyển giúp cho bạn an toàn trên xa lộ. Mà cái người mà nghĩ thiện làm thiện đó đó cũng không bằng người niệm Phật. Người niệm Phật, Phật sẽ lo sắp xếp an toàn đưa về tới Tây Phương Cực Lạc, an toàn trên xa lộ. Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính. Mà muốn Phật tính thì mình phải niệm Phật thì Phật mới tính, niệm vợ, vợ tính, niệm chồng cho chồng mình tính. Đúng không? Chứ gì nữa? Niệm là nhớ nghĩ, ôi tôi mới lớn lên, tôi con gái, tôi mong sao có được ông chồng, ông giám đốc, ông giàu có, ông học giỏi, bác sĩ, kỹ sư, ông lo cuộc đời của tôi. Họ lo đâu cho mình không có, mình về mình lo cho họ muốn chết luôn. Đó là người tính đó. Mà không có phước báu cũng đâu gặp được cái ông chồng, ông ngon lành đâu, gặp ông chồng lưu đạn. Thấm không? Thấm không? Thấm không? Thấm chỗ này thấm không? Thấm, hiểu nhưng mà không niệm được, không niệm được. Bây giờ cái cách niệm nè, lắng nghe. Ấn Tổ một đời dùng cái cách niệm Phật nhớ số. Sáng chúng tôi ăn vị Phật ở dưới Đài Tam Thánh, có bà cụ ăn cơm bả lạy, bà mà yếu cái lưng bả gù đi sát đất. Mà nói con cảm ơn thầy, mấy bữa trước con ở trên tu với mấy thầy bảy biến đại bi là con ngút hơi con mệt, con không có theo nổi, nghiệp chướng sao con sâu dày mà cái lưng bả gù mà bả đi bả cứ vậy nè, tội lắm. Nay nhờ sư phụ tu với tụi con có lực, con làm 25 biến đại bi 2 tiếng rưỡi con khỏe quá chừng luôn. Bà lạy xuống mà thấy thương gì đâu mà thương. Những người này thiệt tình mình lo không uổng công. Vậy chứ mà chúng tôi không phải nói mỉa mai, đôi khi các thầy nghe chúng tôi giảng hoặc là thấy rất bình thường mà nhiều lúc tầm thường nói không nghe. Bỏ chúng tôi đi một cái một, khỏi hỏi ý kiến. Xin đi một cái một thì thôi hết duyên rồi sao. Cho nên Phật nói trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói trùng trùng duyên khởi. Giờ lắng nghe này. Những người ở đây đôi khi 2 năm, 3 năm, 5 năm nó trơ mắt chúng tôi lên giảng, không nghe vô, không làm được. Bữa chúng tôi hỏi quý thầy hết. Ấn Tổ nói một ngày ít nhất là 50 biến đại bi. Ấn Tổ đó, ngày trì nhiều nhất là 75 biến. 5 tháng nay giác nhàn 50 biến không bỏ, thấy nó có một cái kết quả bất khả tư nghì. Hỏi quý thầy có ai không? Có hai thầy giơ tay. Chết. Lên nghe giảng bao nhiêu lâu nay không làm được. Mấy thầy có làm gì đâu. Hôm nay không phải chấp hoặc là xem thường mấy thầy, thiệt là uổng. Hơi thở ra không thở vô làm sao mà trì đại bi được nữa. Bệnh hoạn nằm một chỗ, cái nhớ bệnh làm sao mà trì được nữa. Đúng thiệt lòng gan dạ sắt đá, lòng mình giống như là đá để lâm châm nó không có hết. Nó phải chuyển thành sắt đưa 500 mới hết. Tâm mình là sắt, tâm Phật 500 để cái nó hết liền. Sắt hết 500, trơ như đá thì chịu thua. Chúng tôi nói nó có hơi nặng chút á, nặng ký một chút, cố gắng. Cố gắng để cho nó mất cái tâm phàm chấp ngã. Cố gắng ngồi niệm Phật. Nam mô A Di
Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một hơi thở, ba câu, liên tục không ngưng, không ngưng nữa chừng. Bữa có cô Canada về chỉ cho cổ, ngồi tại đó chỉ nhưng mà cổ làm cũng không được. Niệm cho cổ nghe rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ba câu nó phải liên tục một hơi nó mới vô định được. Hết một câu đó là phải hít một hơi thở thiệt sâu. Hơi thở quan trọng. Mấy lần chúng tôi lên giảng bị ngút hơi thở, tiếng không có nói ấm mà rõ được là do tổn khí. Cái lá thư nào thường xuyên Ấn Tổ nói việc tổn khí? Toàn là hao không, hàng ngày tụng rồi nói, không khi nào hít vô cho đầy cái bộ phổi. Tụng kinh hết một đoạn đó tưởng là mình hết hơi, rồi tiếp tục tụng nữa, lâu ngày chày tháng là tổn khí. Vừa đến cái đoạn đó, hít một hơi thiệt sâu vô nữa. Mà khi mình hít vô là cái tâm mình ở theo cái hơi thở, nó có cái sức định này chúng. Phật tu sở tức quán, Ngài đắc được từ sơ thiền đến tứ thiền, vô định. Nóng bên Ấn Độ 450 độ không ăn thua. Lạnh, lạnh kiểu gì nữa, không độ cũng không ăn thua. Lạnh bên ngoài chơi, trong tâm thành lửa tâm bụi giống không. Cái khí lực người mà yếu rồi chịu thua. Khí lực nó đã yếu rồi, bắt đầu tâm lực là tinh thần nó cũng xuống luôn. Khi tụng kinh trì chú, hết một hơi nhớ, ngưng lại một chút xíu vài giây, hít một hơi thiệt sâu vô. Trong người nó ấm hết cả một thân, toàn cái không khí trong lành nó ấm hết toàn thân. Khi tụng là cái hơi độc trong người mình nó ra, cho nên cái người tụng kinh, người từ niệm Phật, người ta phải tiêu nghiệp, chứ ai mình tụng kinh niệm Phật cứ bệnh hoài ấy. Nó phải khỏe chứ, bởi vì mình dụng tâm nó không có đúng pháp. Đúng không? Người ta lên nói không chịu nghe. Này chúng tôi lặn lội tìm tòi từng chút kinh nghiệm cuộc sống, đọc trong văn sao. Nay mấy thầy, mấy chú ngồi lắng nghe được, quý lắm. Mình đi tìm đôi khi suốt đời không có. Không thiệt. Không đủ duyên. Cái này không phải chúng tôi nói cao ngạo là mình nói mình giỏi gì đâu mà. Quý lắm, quý hơn vàng châu báu ngọc ngà. Cho nên những người mà ngồi chân thật cung kính nghe, thiệt, chúng tôi cung kính lạy họ, đổ bô cho họ cũng được, thiệt. Bệnh chúng tôi đổ bô cũng được, họ niệm Phật, họ vãng sanh, đổ bô cho người này về làm Phật mà dạ gì không đổ. Đúng không? Nhưng mà khi ở trong công phu á, nhiếp tâm được. Nhưng mà có nhiều người vô công phu nhiếp tâm không được, chán, chán quá. Thấy chánh điện, thấy cái buổi công phu là sợ chạy mất dép. Bây giờ nó tổn khí mà. Không có một chút an lạc gì bên trong hết. Trời ơi, sáng 1 giờ chúng tôi nhìn lên còn que que mấy mạng à. Mấy thầy biến đâu hết luôn. Mấy chú mất hết luôn, gần Tết là thôi, Phật thăng thiên hết. Phật đưa như đưa ông Táo về trời hết. Thiệt là tội nghiệp. Thương những kẻ đắm trong ngũ dục lúc đó đang ngủ. Ngủ là nó vô thùy miên, tà sắc danh thuật thùy, đang ở trong thùy ngũ dục. Thiệt là tội nghiệp. Kẻ đáng thương. Ở trong một cái ngôi nhà Phật Pháp, có cái câu Phật hiệu bảo bọc, có cái pháp môn cơm ăn sẵn hết trơn mà làm không được thì hỏi làm sao bây giờ. Cho nên Ấn Tổ lựa đúng 20 người ở trong đó, chết một người mới đưa người khác vào, không cho đông. Đông ở trong đó họ không tu, họ lợi dụng, họ phá cho banh cái đạo tràng của mình ra. Vậy mà những bà già ngu phu ngu phụ chân thật nó niệm được, họ không suy nghĩ gì nữa hết. Thôi niệm Phật về với Phật. Còn mấy thầy mấy chú suy nghĩ thôi, đủ thứ trong đó. Ấn Tổ mới nói chết sạch cái suy nghĩ đó. Muốn chết sạch phải làm sao?
lắng nghe cho kỹ. Cái lúc công phu mình dụng công lấy hơi thở làm chuẩn mực để đi vào định tụng cái kinh này, trì cái chú đại bi, niệm danh Phật hiệu, trì danh Phật hiệu, làm sao khởi được cái niềm an vui, dầu cho mình có buồn ngủ, nó mệt, nó phiền não. Phật ơi, Phật cứu con, nghiệp con sâu dày quá, vậy sao con về với Phật, người niệm Phật mà sao lại như vậy, phải có lòng hổ thẹn như vậy. Rồi nó được cái an vui cũng vứt nó ra sau gáy, không để trong tâm, giữ cái Phật hiệu. Tôi lên nhiều lúc thấy mấy thầy ban ngày không biết làm cái gì, không biết đi đâu, đi lên ngên, ngồi chỗ này uống cà phê, mấy chú ngồi chỗ kia chỗ nọ, trời thời gian nó qua mất uổng quá. Người ta không có giờ người ta niệm Phật, bây giờ mình lại không biết làm gì hết. Chết rồi. Đúng là người này chết Phật tánh họ bị mất. Vùi lấp à? Khi trong công phu niệm Phật giữ tâm được, người mà trong công phu giữ tâm được, không bị vọng tưởng, không chán, khinh an, vui vẻ, hoan hỷ trong công phu, không phải là chuyện đơn giản nghe. Mà được trong công phu 2 tiếng rồi đó là mình thấy không hôn trầm, không vọng tưởng, dẫu cho có cũng không quá đáng. Không đến nỗi nó ngủ mà không tu được, không đến nỗi nó vọng tưởng mà không thể nào mình tu được thì nó không quá đáng. Cố gắng chịu thời gian bắt đầu nó qua. Rồi lúc ra ngoài thì sao? Lấy hơi thở giữ câu Phật hiệu. Hôm bữa có nói chuyện với mấy thầy lớp học về tứ quy, biết mấy thầy có làm. Chắc bước đầu làm nó hơi khó, với hơi không có quen cho nên cũng không có liên tục. Hôm trước là đầu tiên là chúng tôi áp dụng một thời gian hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình thấy cái tâm của mình đến chiều nó đuối. Vừa theo hơi thở vừa theo câu Phật hiệu như nó đuối, tức là nó chưa có quen, nó làm cho mình thấy nó làm sao trong người. Thì cái chúng tôi thức dậy 1-2 giờ khuya, sực ra nhớ cái bà đó, bà sống đến 94 tuổi. Bà này là mẹ của một ông thiện biến đó. Bà dùng cái cách hít vô A Di thở ra Đà Phật, mặt mày hồng hào, âm thanh mà thiệt là ấm. Bà sống bà ra đi, mà lúc bà ra đi là Phật phóng ánh hào quang ở trên cái chớp nhà của bà đưa bà đi. Người con của bà là cái ông thiền biến, ông nói. Bây giờ mới sực nhớ lại cách của bà này, bà dụng tâm, dụng công bằng 4 chữ A Di Đà Phật. Rất nhẹ nhàng hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Để 4 chữ A Di Đà Phật theo hơi thở thì rất dễ niệm, còn 4 chữ mình cứ để không không A Di Đà Phật, không có cái hơi thở mình kìm nó văng mất liền. Cái ý niệm mà nó khởi lên nó quánh văng liền. Nhưng mà kèm vô hơi thở nó lại được. Làm thử coi. Mà bước đầu nó còn quờ quạng, chưa có quen, khoảng 3 tháng là nó quen. Mà chúng tôi nói 3 năm là nó sẽ vô sự nhất tâm, nó vô thành khối. Cho nên Hòa Thượng mới nói là niệm trong lòng, nghe trong tâm. Thì khi mà niệm trong lòng, nghe được tiếng trong tâm, đó là nghe lại cái tánh pháp, nghe lại cái thể tánh của mình, cái thể tánh của mình nghe lại câu Phật hiệu. Đức Quan Âm Bồ Tát nghe trực tiếp vào trong tánh nghe, đắc được lục căn hổ dụng, là tai có thể thấy, mắt có thể nghe, gọi là lục căn hổ dụng. Hôm nay mình lấy cái pháp niệm Phật phối hợp giữa Bồ Tát Đại Thế Chí với Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Đại Thế Chí là điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế. Đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật, con mắt phủ rèm mắt xuống, nhìn thấy sơ sơ cái chút mũi, cái bóng, thấy bên ngoài mờ mờ. Nếu mà nhắm luôn lại trong tâm mình nữa, nó suy nghĩ nhiều cái cảnh ở trong đó, nó biến hiện ra thì rất dễ bị ma dựa. Còn mở mắt ra thấy bên ngoài như vậy là chưa khỏi là nhiếp trọn sáu căn. Lấy cái cách của Ngài Đại Thế Chí, đó là nhiếp trọn sáu căn. Mắt phủ rèm xuống, nhìn mờ mờ, không thấy rõ. Tai nghe câu Phật hiệu,
dầu cho niệm trong lòng cũng có tiếng trong tâm mà nghe. Bước đầu thấy là suy nghĩ câu Phật hiệu, nhưng mà lâu ngày nó có tiếng nó phát ra đó. Hôm nay cái người mà chịu lắng lòng, chịu niệm Phật nghe cái này thích lắm á nghe. Bao nhiêu lâu nay cái tâm nó vọng tưởng, nó phiền não, nó nhơ nhiễm, nó sằng bậy, không kìm được, không biết cách nào mà hàng phục. Trụ ở đâu? Trụ nơi chân tâm là trụ nơi vô trụ. Trụ không chân tâm, trụ không được. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là trụ nơi cái chỗ vô trụ, là trụ nơi chân tâm. Chân tâm trụ vào đó không được, khó quá. Vậy thì bây giờ trụ lên câu Phật hiệu, mà phải có phương pháp mới trụ được, chứ không phải là muốn trụ là trụ đâu. Đó, bây giờ mình cứ nghĩ đi, bao nhiêu lâu nay nói niệm Phật mình nhất tâm được chưa? Chưa. Chắc chắn là chưa rồi đó, là chưa trụ nên câu Phật hiệu. Trụ nên câu Phật hiệu còn trụ chưa được, chứ đừng ở nơi trụ nơi chỗ vô trụ. Trụ nơi chỗ chân tâm. Chỉ có các hàng Bồ Tát tái lai như Lục Tổ Huệ Năng, khi gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, đúng một tổ Huệ Năng là có hiếu. Lúc thời nhỏ không có đi học, không biết chữ, đốn củi về nuôi mẹ già. Nghe người ta tụng kinh, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nên trụ vào cái chân tâm chỗ không trụ để mà sanh ra tâm. Trụ vào nơi chân tâm chỗ vô trụ để sanh ra diệu dụng. Thì chỗ đó là cái chỗ mà có các hàng thiền, nhà thiền họ tu. Ngài nghe lời cái bắt đầu là gì? Muốn đi tu có người đốn củi lo lắng cho mẹ ngài. Sau đó rồi ngài tới ở Hoàng Mai, gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Lắng nghe chỗ này hay nghe. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói: ông ở đâu đến đây? Ngài Huệ Năng mới nói: con là người ở lãnh Nam, xứ Mang Ri Mội Rợ, đến đây để cầu làm Phật. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói: kẻ ở phương Nam xứ Mang Ri Mội Rợ mà đòi làm Phật à? Thì lắng nghe chỗ này nha. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói vậy xong rồi ngài Lục Tổ Huệ Năng nói ra: người thì có ở Nam ở Bắc, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc đâu ngài. Cái câu này nó hay. Rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thấy rồi, ông này ngộ được cái tánh của mình. Tánh Phật nó không có Nam Bắc. Người, con người là phàm tục, nó có chấp Nam, chấp Bắc, chấp Đông, chấp Tây. Nhưng mà tánh Phật nó là chân tâm thường trụ như hư không, nó không có ở Nam ở Bắc. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nhận cho đi xuống sâu nhà bếp giã gạo. Giã gạo chỉ là một việc, xuống giã gạo là ông chỉ lo giã gạo, không, không có làm gì hết. Còn mình kêu vô tu rồi sai chuyện đó, cái mình làm đủ chuyện ở trên, làm theo kiểu của mình, cái ý mình không à. Kêu mình đi nấu cơm cái mình quét nhà, làm trái hết toàn bộ những lời của thầy dạy hết à. Kêu mình chùa nhà cầu cái mình đi tụng kinh, đến giờ tụng kinh mình kêu thôi đi ngủ. Phạm tục mình là vậy đó, không có chân thật cung kính thầy. Ông thầy là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói cái là ngày xuống giã gạo, hàng ngày chỉ biết một việc giã gạo thôi. Mà giả đến cái lúc cái thân nó ốm, ốm quá rồi, không đủ sức để giả nữa, đeo cục đá sau lưng cho nó nặng, bắt đầu để bước lên bước xuống giả. Thì có cái bữa đó cái rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới kêu mọi người trong chúng viết kệ để trình, coi thử ai mà gọi là đắc được ngày truyền tâm ấn cho, làm tổ thứ 6. Ngài Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5 mà. Mọi người xôn xao cái là có thần Tú, là người mà
lãnh chúng, tức là quản lý chúng để dạy chúng, dạy mấy thầy Phật tử đồ này nọ. Ông ra ông viết cái bài kệ, âm thầm ra cái vách viết bài kệ chứ không có dám viết để đưa thẳng cho tổ, bởi vì chưa có đạt được cái chỗ chứng cho nên hình ra nó còn lộng cộng như vậy đó, chưa dám. Nếu mà viết lên trên cái vách đó đó mà tổ mà khen mà ấn chứng thì ông mới xuất hiện, là ông kêu cổ con là thần tú. Mà nếu mà tổ bôi và kêu chưa chứng thì ông trốn luôn, kiểu vậy mà. Viết sao? Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, hà xứ nhạ trần ai. Thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, mỗi ngày phải lau chùi, chớ để dính bụi trần. Bài kệ của thần tú. Thì cái bài kệ này đối với thiền vẫn chưa vào cửa, chưa vào cửa thiền. Chấp cái thân mình là cây Bồ Đề. Thân này nó là giả, nó không phải là chân tâm thường trụ của Bồ Đề tâm thực sự, nó là giả. Ông chưa vô được, chưa vô cửa thiền được. Tâm như đài gương sáng, mỗi ngày phải lau chùi, tức là ông còn dụng công. Đối với nhà thiền mà hàng ngày còn công phu, còn dụng công, mình tu, mình thấy mình còn tu, mình chứng, mình có mình chứng, thì nó chưa vô cửa thiền được. Chưa có mở cửa thấy núi mà vẹt mây thấy trăng, chưa vô được. Thời thời phải dụng công á. Mà cái người mà tu thiền họ vô công dụng hạnh rồi, nhìn họ không thấy tu như vậy đó mà họ có tu. Cái người mà niệm Phật tâm muội rồi, vô niệm Phật nhất tâm bất loạn, thấy họ không niệm mà trong tâm họ niệm, mà niệm mà không niệm. Lúc đó bao nhiêu người xôn xao nói kệ của thần tú hay quá. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nghe xôn xao quá, Ngài cũng đi lên, mà Ngài không biết chữ. Ngài nhờ một cái vị đó viết giùm bài kệ. Tôi cũng có kệ, mấy người nói ông là cái người dốt nát không biết chữ mà đòi viết kệ nữa à. Ngài thôi viết giùm tôi đi, kệ nó. Tôi thấy mọi người viết thì tôi cũng viết bài kệ chứ. Ngài Huệ Năng viết làm sao? Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bồ Đề vốn không gốc, gương sáng không cần đài, bổn lai xưa nay gọi là bổn lai vô nhất vật, xưa nay thể tánh không một vật, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Xưa nay không có một vật, hà xứ nhạ trần ai, thì làm gì có dính bụi trần. Cái thể tánh thanh tịnh của mình nó không có một vật, nó là thể tánh chân thật thanh tịnh như hư không, nó không có dính vật gì trong đó hết cả. Mà mình dính vào trong nó tham thì nó trở thành ngạ quỷ, sân nó dính vào thì nó vào trong địa ngục. Nhưng bản chất nó là không có phải là địa ngục ngạ quỷ. Xưa nay không có một vật nào dính nó cả, mà do tự mình chấp vào đó. Thì mọi người xôn xao vỗ tay nói bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng hay quá. Thì ông cụ lão Phật già Hoàng Nhẫn, Ngài đi ra chống gậy, Ngài nhìn lên, Ngài đọc hai bài kệ, Ngài kêu ý, bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, của ông Huệ Năng này không đạt tiêu chuẩn, lấy dép bôi đi, bỏ đi. Nếu mà nói là bài kệ của Lục Tổ cần cổ Ngài Huệ Năng là được rồi, đắt rồi đó, thì mấy vị kia ông thủ tiêu liền, giết Ngài Huệ Năng liền. Cho nên các ngài hồi xưa thâm sâu lắm. Rồi bắt đầu cái ngài Hoàng Nhẫn này xuống, ngài nhìn thấy giả gạo, ngài hỏi gạo đã trắng chưa. Ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài Huệ Năng mới nói rằng là gạo đã trắng rồi mà chưa có người sàng sảy. Có nghĩa là ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nói tâm ông đã trở về bậc tỉnh thức thanh tịnh tuyệt đối chưa, thì ngài nói đã trở về tuyệt đối rồi nhưng mà chưa có người ấn chứng. Các ngài cơ phong của thiền nói hay lắm.
Thì ngài mới cầm cái đầu cái thường mấy ông già xưa ông có cái gậy mà ông đập lên cái gõ lên cái đầu chày giả gạo kịch kịch ba cái, thì ngài thầm ngộ biết là canh ba vô, đúng canh ba vô là cửa ngài không gài chốt, đẩy cái vô. Thì khi vào bên trong đó rồi thì sao, ngài mới truyền tâm ấn. Thì khi mà hai thầy trò tiền truyền tâm ấn nhau á, để mà truyền y bát á, thì ngài Huệ Năng nói lên những câu này: nào về tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, nào về tự tánh vốn chẳng sanh diệt, nào về tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào về tự tánh vốn không lay động, nào về tự tánh hay sanh muôn pháp. Nào về tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, trong tâm thường trụ cái tánh đức của mình nó vẫn sẵn thanh tịnh rồi, nhưng mà đối với phàm phu của mình là bây giờ nó bị ô uế rồi, coi như là vàng ở trong quặng, tạp chất dơ bẩn nó ở trong đó. Nhưng mà vàng là vàng, dơ là dơ, không thể nào mà vàng dơ tức là tạp chất nó làm hủy hoại mất đi cái tính chất của vàng. Nếu mà lọc ra được vẫn làm dây chuyền cà rá có thể mình xài được, đúng không? Dẫu cho phiền não tham sân si nó dùi lấp, nó làm con người của mình nó quá là rẻ mạt, nó bần tiện, nó dơ bẩn, nhưng mà Phật tánh không mất chút nào, vốn sẵn thanh tịnh. Lắng lắng nghe chỗ này nè, lắng nghe chỗ này nè nghe. Khi mình bệnh, khi mình đau, khi mình phiền não, mình nói không phải là mình, câu Phật hiệu là mình, Phật tánh là mình, Phật tánh không có phải cái là cái này, thì tức thì nhận diện được là mình sẽ qua. Cho Ấn Tổ hay dặn là khi mình phiền não, khi mình nghĩ sằn bậy, khi mình là nhân vật mà mình thấy mình khổ đau, thì mình phải nói rằng mình niệm Phật, mình không phải là con người này. Hiểu không? Là bởi vì mình hay đồng hóa, tôi là người đàn bà dơ giấy, sanh đẻ phá thai nghiệp nặng, nó cứ mặc cảm nó trói buộc, mặc cảm cùng tử nó trói buộc. Mình lỡ tạo rồi, nhưng mà nó vốn sẵn thanh tịnh, cái thể tánh vốn sẵn thanh tịnh. Cho nên nói chứng A-la-hán trở về với thể tánh mới tin mình, chứ còn không thì mình tin toàn là cái vọng tưởng phiền não tâm phàm, mình nói là mình, nhận vật làm con, đồng hóa với nhân vật rồi. Cho nên cái người niệm Phật lâu ngày rồi á, tâm họ với Phật kháng khích rồi, họ thấy ổ tâm phàm mới đi đâu hết, phiền não đi đâu hết, mình là con Phật Di Đà mà. Thì cái người này người ta dụng công sao? Ai làm gì làm, nói gì nói, họ hít vô nhẹ A-di, họ thở ra Đà Phật. Làm một ngày tự nhiên máu huyết thấy nó thay đổi, cơ thể mình nó thay đổi. Ủa sao lạ vậy ta? Có Phật hiệu di diệu vậy ta? Trời ơi, trước giờ mình không biết ta, người ta nói mà sao mình không tin ta? Vui trong lòng. Niệm Phật diệt tội tiêu khiên, đặng nhiều phước đức nhân duyên căn lành. Một câu Phật hiệu, công đức vô tác diệu lực bất khả tư nghị. Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các ông đó ông già trên 100 tuổi rồi, xin vô để mà theo Phật xuất gia, các vị A-la-hán không cho. Ông đứng ngoài ông khóc, cái Phật kêu ông đó vô đi. Thì các vị nói ông này ông không có căn lành già quá rồi, ông cho ông tu rồi, ông có tu được hay không nữa. Thì Phật mới nói là vô lượng đời kiếp trước, trên 500 đời, các vị A-la-hán chỉ biết 500 đời thôi, còn xa qua 500 đời không biết được. Trên 500 đời, qua khỏi 500 đời, cái ông này bị thú dữ nó rượt, ông leo lên cây, ông kêu Nam Mô Phật. Mà đến bao nhiêu đời kiếp hôm nay ông gặp Như Lai để mà ông tu. Có một câu Nam Mô Phật thôi, cái này Ấn Tổ có nói. Còn mình bây giờ mình Nam Mô với Đà Phật, mình điểm tối ngày là mình biết cái căn lành mình nó gieo sâu dày lắm, đúng không? 11 giờ rồi, 2 tiếng rồi. Để khi khác sẽ nói nào về tự tánh. Nào về tự tánh, nào về tự tánh.
Cái người niệm Phật phải đứng hai cái vị trí. Thứ nhất, mình là Phật tánh, không có nhơ nhiễm, không có bệnh hoạn, không có phiền não. Cái thể tánh đó là nó sẵn có, nó trong lặng, nó thanh tịnh. Nhưng mà mình do dính vào trong cái bụi trần nhơ nhiễm tưởng á, cho nên hình ra mình đồng hóa. Bây giờ mình lấy câu Phật hiệu giống như là mình để thanh lọc, mình lấy cái phương cách để mình lọc đất cát dơ bẩn ra khỏi vàng, thì cái câu Phật hiệu lọc là hay nhất. Chư Tổ nói rồi, câu Phật hiệu lập tức là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh, hay nhất, nhanh nhất. Chỉ một đời, nếu ai thực sự tín nguyện đầy đủ, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, thì người này về Tây Phương Cực Lạc nhất định như vậy. Mà mình niệm Phật, mình tin chắc là mình có phần, tin chắc 100% là mình có phần. Phật không bỏ mình, chỉ có mình bỏ Phật thôi. Muốn như vậy thì câu Phật hiệu phải khăng khăng trong lòng, khăng khăng một thời gian, giống như là mình đang chờ Phật xuống. Giờ đây mình chờ tiền, chờ tài, chờ tình, chờ danh, chờ vọng, chờ đất, chờ nhà, chờ xe, chờ cộ, chờ vợ, chờ chồng, chờ đủ thứ. Trong mạng không có, nó trả tới, mà nó tới nó làm cho tơi tả te tua tàn tạ nữa chứ. Vậy mà chờ đúng là si dại. Ấn Tổ nó si dại đến tột bực. Phật lực không chờ, không cầu, không nương. Từ lúc nhập thai, nương vào cha, nương vào mẹ, ở trong thai bào. Lúc sanh ra, bú vú mẹ, bú sữa mẹ, mẹ nuôi lớn cho đến lúc chết đi. Trên cái nấm mồ cũng nhờ người khác đi thiêu. Không có cái chuyện gì mà không nương vào người khác. Áo quần ở chuồng ở trần được không? Cũng nhờ người khác có quần áo bận. Không có chuyện gì từ nhỏ đến lớn mà không nhờ người khác. Ngồi đó cũng nhờ người ta xếp ghế. Thế mà Phật lực không nương nhờ. Bởi vì họ không chịu niệm Phật lực thì làm sao họ nương Phật lực được? Điên cuồng mất trí đến thế, si dại đến thế. Nghe đó, lòng hổ thẹn đó, tột bực. Gieo tấm lòng thành, chết sạch vọng niệm. Niệm đề khởi một câu Phật hiệu. Hôm nay Tam Tạng kinh điển, kinh Lục Luận, tất cả 12 bộ kinh để cho người khác đọc tụng làm gì làm. Kẻ ngu tăng mạt nhân này niệm câu Phật hiệu, làm ngu phu ngu phụ. Ai muốn đi học gì đó, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, đại học gì đó đại học, thôi theo Phật Di Đà về Tây Phương Cực Lạc, con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Ngồi đây nghe nó thấm lắm. Ra rồi phàm vẫn là phàm, bước ra khỏi cái từ trường này là phàm vẫn là phàm. Cho nên Phật mới tạo được cái cảnh giới cực lạc để về cho nó để hàm dưỡng. Kẻ khôn thì họ để cho Phật tính, còn kẻ ngu là mình tính, đúng không? Đúng không? Mà tính có được đâu mà tính. Tính không được, tính không được. Tính nó chéo que hết trơn mà tính cái gì trời. Mình tính không bằng, cứ câu thần chú là thôi mình tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính. Đúng không? Thì nó mất cái tính nó đi, nó mất cái tính toán nó đi. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật để Phật tính. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói cả cuộc đời của tôi là Phật tính. Còn tôi chỉ lo cho chúng sanh, tôi chỉ lo truyền bá Phật Pháp. Phật sắp xếp an bài hết cho tôi không có tên. Nghe, nghe rõ, nghe rõ. Làm được không? Được. Nếu chúng tôi kêu quý vị bây giờ học 12 bộ kinh nè, tụng kinh Pháp Hoa một ngày một bộ nè, đi đọc Đại Tạng kinh điển nè, kinh Lục Luận nè, cái chuyện đó cao siêu quá. Ấn Tổ đọc Tam Tạng kinh điển rồi đó, mà Ngài nói gì? Thôi để người khác đọc, các vị nên chân thật trì chú Đại Bi ít nhất một ngày 50 biến, nghe rõ không? Nhiều nhất 75 biến. Niệm câu Phật hiệu, niệm kèm theo danh hiệu Quan Âm, tụng một cuốn kinh Di Đà, cái đó làm bổn mạng nguyên thần, treo cái chữ tử rủ xuống, không tính ngày mai, niệm câu Phật hiệu để Phật tích,
làm được không? Được, phàm phu mới làm được. Điều mình không chịu làm, điều mình không chịu làm, trời ơi, làm cái gì bằng niệm Phật trời. Chúng tôi mà ở đây có dỗ gì đi nữa, học tiến sĩ làm cái gì đi nữa mà không niệm Phật rồi. Bây giờ cũng đói nhăn răng. Cái này nói thiệt, 2000 đến 2007 là nó đói, nó đói sơ sát, đi mua gạo thiếu à. Chú, hôm nay mà những người mà ngồi đây mà được nghe điều này, duyên lớn lắm. Thôi nghỉ, đủ hả? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dưới hương định hương giữa huệ hương giải thoát trì kiến hương quang minh văn đại biên pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tỳ nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Mậu Tuất, tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày cúng dường trai tăng. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chúng sanh này đem về phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải châu báu ngọc ngà. Hôm nay chư vị Phật tử phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về tại tịnh Thất Quan Âm, vì tâm bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị các cổ nhỏ lông chim xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi lên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn, đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Phật dạy. Này tất cả các loài chúng sanh trong kinh Phật vẫn dạy rằng chúng sanh do nghiệp chướng từ nơi thân khẩu ý gây ra nên phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị gặp được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh. Giờ đây các vị hãy giữ mình cho thanh tịnh, phát tâm quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Dương chi tịnh thị viên sai tạm thiền tấn không bắt đức lợi nhân thiền pháp giới quản tận duyên diệt tội tiêu kiên hỏi diệm hó hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử tỷ giả bác công đức tỷ đại tiên chân tiên tỷ chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô xứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực phát thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoài đảng địch đàn tràng. Xoay cầu một nhị tăng dường sườn khí nghe bằng nhị thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quê thánh phàm vô hiển tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương. Tình truyền có ai tận quyền trừ phỏ sái pháp duyên tất thành tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sinh cân bản tịnh đô đà la ni. Nam mô đại bi hội thượng phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn Bán ra nắng ra 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 ya ya nam mô a di đà bà lo yến đế thương bán ra ya bồ đề thắng đồ bà ya ma ha thắng đồ bà ya ma ha ca lo ni ca ya thắng bàn ra bàn giờ sáu nắng ra ra đồ a di đà bà lo yến đế thắng bàn ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì a di ba ha bàn ra sa mê thắng bà ha ta đầu du bàn a di nhân thắng bà thắng đà na ma bà đà ma bàn đằng đầu thắng điện la thắng a bà lo a lo ca đế ma ra ma ra ma ra ma ra đi ra dừng câu lô 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 ý mong đồ lô đồ lô bà già già đế ma ha bà già già đế
chấn đi thô đô thô đô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế đề dạ na đa cẩm trì đề đề sấn ni ta ta ba ma tấn đà dạ ta ba tấn đà vô nghệ tấn bằng ra dạ ta ba na đa cẩm trì ta ba ma ra na ra ta ba tấn đà tăng na bồ cơ dạ ta ba ta ba ma ra tấn đà dạ ta ba ma đà ma yến tấn đà dạ ta ba na đa cẩm trì bằng đà ra dạ ta ba bà la yến đa tướng bà ra dạ ta bà ấn tấn điện đô bà ra ra bà đà dạ ta bà ấn tấn điện đô bà ra ra bà đà dạ ta bà ấn tấn điện đô bà ra ra bà đà dạ ta bà này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người chi niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi văn ngôi để độ toàn chúng sanh Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Chúng sanh này có bao nhiêu lắm tai nghe lấy những điều dạy rằng cả người trước lòng trầm tục lắm nên đời này chim đắm sông mê xuân đồ đề chế tường đau khổ lòng vậy sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau lưới bay tinh bắn món câu thà mọi tá càng bắt cùng hơi phun độc lúc đó dù kêu khóc ai thương hồn còn phóng phóng nấu rang son nồi vô phần chết nay ngươi cầm chắc cửa cho ngươi được tháo thầm đến này lại được nhờ ăn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy Phật xong dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng lượng tướng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay cam vị quy pháp ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay cam vị quy tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay cam vị quy và công đọa địa ngục quy ba công đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay cam vị quy tăng công đọa bằng sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Hòa Pháp Thân Như Lai Nam Mô Ly Bố Ý Như Lai Nam Mô Tam Lược Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Ma Ha Phát Nhã Ma La Mật Đa Thông Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Phát Nhã Ma La Mật Đa Đa lợi tự sân bác dị công công bác dị sân sân tức thị công công tức thị sân thọ tự thành tức dị phục như thị xá lợi tự thị dư bác công tức bác sân bác dị bác có bác tịnh bác tâm bác giảm thị có công chung tức tình hương vị số ba bồ nhạc giới đại trí bồ ý tướng giới bồ vô minh diệt vô minh tận đại trí vô lậu tự diệt vô lậu tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tất đoạn hy bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quán này tượng cứu canh niên bà tam thế dư bà nghi bất nhở ma la mật đa có đắc a đậu đa la tam hiệu tam bồ đề có truy bất nhở ma la mật đa thì đại đồng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú nên trừ nhân thế cõi trên thì quán hư chú thương thiên chú khi yên đế bà la yên đế bà la tam yên đế bồ đề tam bà yên đế bà la yên đế đế bà la yên đế bà la tam yên đế bồ đề tam bà nam mô a di đà phật dạ đa đa dạ đa dạ đa đề đa đa ca lăng đế a di đà đa đề ca lăng đa dạ di đà dạ dạ đa di đà ca đề tam bà nam mô a di đà phật dạ đa đa dạ đa dạ đa đề đa đa a di đà ma ni ca lăng đa dạ di đà dạ dạ đa di đà ca đề tam bà nam mô a di đà phật dạ đa đa dạ đa dạ đa đề đa đa ca lăng đế a di đà na di ca lăng đa dạ di đà dạ dạ na di đà ca lệ ta bà a quy mạng lễ a di đà phật ca phương tây lên là con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối xin đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc
Đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thù thân hành, tăng bước giai hồi hương áp bộ nguyện pháp dạy chư chúng sanh thông bản vô lượng quang Phật sanh. Nguyện đem trí huệ chứng minh liễu khổ, nguyện tội chứng tâm tiêu trừ a thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, hoa khai kiên và ngộ vô sanh văn ngôi Bồ Tát vi vạn lữ. Nguyện vì thử công đức phổ cầm ư nhân thiên, sanh giai công thành Pháp đạo.